Hello anh em, hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2022. Bên dùng được cầm tay NT cũng muốn giới thiệu cho anh em những cái cũng như mấy cái lọc nước ha. Với lại chiếc này mình có một chiếc xe cuộn dây, con này là tự hành nha. Đó, con này là tự hành nha anh em, còn đồ còn đầy đủ ha. Tình trạng cái này là cũng như là bộ này là đẹp cũng như là trên 90% nha anh em ha, trên 90%. Rồi thì bây giờ mình cũng cho anh em vô xem chi tiết một cái lọc nước ha. Anh em nào mà có chốt hàng được, có coi cái nào mà phù hợp được công việc của mình á, thì anh em cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438 nha anh em. Rồi con chiếc này thì mình cũng có được mấy cái lọc nè, muốn giới thiệu cho anh em ha. Một cái lọc nước, con này là lọc điện nha anh em. Đó, con này là lọc điện nha. Đó, phá điện ha, nó là phá điện luôn, nó có phá điện nha. Đó, phá điện đây anh em cứ về cứ anh em cứ dây nữa còn nè, anh em cứ câu vô là anh em xài thôi. Đó, cái ly của nó là ly lớn nha anh em, ly là rất là lớn. Cái này là của thằng Iman nha. Đó, bộ này của Iman. Đó, cái ly nó rất là lớn nha. Rồi thì cũng như là nguyên bộ vậy á là mình tính cho anh em 400.000 nha. Cái lọc nước nè, lọc nước này là cũng như là quanh điện nha. Đó, 400.000 ha. Rồi coi số 1, rồi coi số 2. Đó, coi số 2 là nó còn cái này là quanh 2 chiều nha anh em. Đó, quanh 2 chiều nha. Đó, nó còn cái quanh 2 chiều luôn cho anh em. Đó, mấy cái co đồ này kia còn đầy đủ nha. Đó, co nó có inox hết toàn bộ ha. Đó, cái quanh này quanh 2 chiều. Rồi thì cái ly này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 500.000 nha. Đó, ly này cũng là rất là đẹp, ly này ly lớn nha anh em. Đó, cái lược nó bên trong là lược bằng inox ha. Lược nó rất là đẹp, rất là bóng nha. Đó, anh em nhìn là cái ly nó còn mấy kình luôn ha. Rồi, thì đối với lại cái lược số 2 này mình có giá bán cho anh em với giá là 500.000 nha, 500k ha. Đó, mấy cái co inox là còn đầy đủ hết. Cái quanh là quanh bằng đồng ha, quanh 2 chiều. Rồi, giá 500k nha anh em. Rồi, tiếp tục bây giờ mình sẽ cho anh em xem một con số 3. Xe tự hành. Có con này là nó là xe phun thuốc ha. Nó là lưu cuốn tự động nha. Đó, mà con này thì nó có chế độ tự hành luôn. Đó thì rất tiện cho anh em nha. Thì những cái buli mà trên máy mình tháo xuống thì còn đầy đủ cho anh em nè, buli ba rãnh nha. Đó, về cứ anh em cứ bỏ cái buli này vô trong máy, rồi anh em cứ bỏ cái đầu phun thuốc ở dưới là coi như là mình sẽ điều khiển được tự hành nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em, đây là bộ số ở đây ha. Đó, bộ số ở đây nè, anh em giặt qua ha. Hả, qua. Hả, đây là cái bộ số. Rồi, dài ở bên đây là dây co ro nó còn đầy đủ hết nha. Đó, dây co ro là của nó hết á, toàn bộ hết của nó hết ha. Đó, bu ly ba rãnh còn đầy đủ cho anh em ha. Rồi, tiếp tục nữa là mình sẽ cho anh em xem một cái cuộn dây, cái cuộn dây của nó nè anh em, thấy không, nó còn mới tinh luôn á. Cuộn dây này á, theo mình đánh giá là cũng như bên đó nó mới chỉ là xài lướt qua thôi nha anh em. Đó, mình đánh giá là khoảng 95%. Rồi, xe độ ngoại hình rồi còn rất là đẹp. À, đặc biệt nữa con này á, là cũng như là cái cần là quay 360 độ luôn. Đó anh em thấy không? Đó anh em quay được 360 độ luôn nha. Ha. Đó. Quay được 360 độ luôn. Rồi, tiếp tục nữa là một cái dây mà dây nối từ ở dưới đầu phun thuốc đi lên cuộn dây là còn y nguyên nha. Ha. Đó, dây nối từ dưới đầu phun thuốc đi lên là đi lên cái cuộn dây á là còn đầy đủ hết cho anh em luôn nha. Ha. Rồi bây giờ mình quay dài cho anh em xem đi. Rồi, con này thì nó là bánh xe nha. Đó, cũng như là anh em mà khi mà anh em tự hành là anh em bẻ lái được luôn ha. Đó, khi mà anh em mà xử lý tới mà tự hành là ở dưới sau nhiệm vụ là anh em bẻ lái luôn ha, nó cũng rất là tiện. Rồi, đây bây giờ mình sẽ quay vòng cho anh em xem tới cái bánh xe nè, anh em nhìn nè, bánh xe nó còn gai luôn nha, nó mới kịnh luôn á. Đó, bánh xe này nè còn mới tinh luôn ha. Rồi, bánh trước nè. Đó. Rồi, cái cần này là anh em điều chỉnh tự hành nha. Đó, khi mà anh em bẻ lái nếu mà cần thế thì anh em cứ xử lý ở đây ha. Cái cần này là xử lý coi như là chiếc xe mình nó không, mình muốn cho xe mình đứng lại thì mình cứ kéo lên ha, muốn xe mình xả mình kéo xuống
Đó, cái này là xử lý bên cái phần bộ số của mình nha. Đây. Đó, anh em này nhìn dây nè, rất là đẹp. Dây này là dây lỗi 10 ly nha anh em. Đó, dây lỗi 10 ly có cái cộng dây này á, theo mình đánh giá cũng như là mình nghĩ là cộng dây này á là dao động là dài từ 100 cho tới 130 m nha. Đó, dây này là dài khoảng 100 tới 130 m. Cái khóa của nó đâu? Nè. Anh em ha, dây zin đồng bộ hết. Đó. Coi như đầu đuôi là còn nó còn bấm đầu zin hết toàn bộ nha. Đó, coi như là cộng dây này theo mình đánh giá là khoảng 100 tới 130 m nha. Dây tình trạng là đẹp, còn khoảng trên 95% luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là nhẹ nhàng ha. Anh em nhìn nè. Đẩy rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ tiếp tục quay video cho anh em xem cái mặt bên hông ha. Đồ còn rất là đẹp, rất là mới. Trần thì anh em có thể là anh em kéo hướng nào là cũng như là nó xây được 365 độ ha. Và cũng như là anh em muốn kéo hướng nào là anh em cứ quay kéo thôi. Rồi tiếp tục là cái cần bên đây là anh em xử lý bên cái phần cuốn dây nha. Đây nè, ở dưới đây có cái cần là anh em xử lý bên cái phần cuốn dây. Đó, khi mà anh em kéo giặt lên ha, kéo giặt xuống á là bắt đầu cuộn dây mình nó sẽ hoạt động tự thu ha. Đó, nó tự thu về. Đó, tự thu về mà nó cũng tự xếp dây luôn nha. Đó, nó tự xếp dây mà tự thu về luôn. Đó, ở đây là nó có một cái bộ nhông nè, thấy không? Đó, anh em thấy cái đồ nó bên trong không? Nó mới kịnh luôn á. Bộ phun thuốc mà anh em nhìn ngay cái đường mà cuốn dây của nó mà nó đẹp cỡ này là anh em cũng đã biết rồi. Ha, dây cũng vậy, dây mà anh em nhìn nè, nó còn như dây mới luôn. Đó. Rồi. Thì đối với lại cái bộ phun thuốc số 3 tự hành. Bộ phun thuốc số 3 tự hành nó có cái lưu cuốn dây là dao động là từ 100 cho tới 130 m. Dây này thì lỗi là lỗi 10 ly nha anh em. Đó, dây này là lỗi 10 ly nha, mình thông báo lại dây lỗi 10 ly ha. Thì đó là con số 3 tự hành này mình có giá bán cho anh em với giá là 6 triệu nha. 6 triệu nha anh em. Đó, dây là dao động là từ 100 cho tới 130 m. Dây cái đường kích cỡ của dây á là lỗi 10 ly ha. Đó, cái lỗi bên trong là 10 ly nha. Rồi. Bây giờ mình cũng xin báo giá lại một lần nữa nha. Số 3 xe tự hành nó có lưu cuốn dây luôn. Đầy đủ hết bu ly đồ này kia còn đầy đủ cho anh em luôn nè. Ha. Bu ly còn đầy đủ hết toàn bộ. Chọn bộ này á là mình có giá bán cho anh em với là 6 triệu nha. Đó, 6 triệu. Rồi thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng để lên đây phục vụ cho anh em cuối năm. Thì anh em có phù hợp được công việc của mình thì anh em cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914 711 438. Mình là Tránh Tình nha. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em muốn tới địa chỉ của mình á, anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT, Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.